Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023. Bước sang năm thứ 8, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn. Sau 8 năm triển khai, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đã thu hút sự tham gia của hơn 400 dự án ý tưởng khởi nghiệp. Có hơn 100 dự án được chọn vào vòng chung kết, gần 80 dự án tiềm năng được chọn trao giải cấp tỉnh. Từ cuộc thi, nhiều dự án đã phát triển và đưa sản phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế. Riêng năm 2023, ban tổ chức đã nhận được 90 hồ sơ đăng ký dự thi. Đặc biệt, nhiều dự án đã tạo ra được sản phẩm đưa vào thị trường và có xu hướng phát triển tốt. Trải qua 3 vòng thi sơ khảo, bán kết và chung kết, trên cơ sở ý kiến góp ý của hội đồng giám khảo và tập huấn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, các tác giả, nhóm tác giả đã hoàn thiện ý tưởng sản phẩm, hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 12 dự án ý tưởng xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, giải nhất thuộc về dự án Ngũ Cốc Mộc Ăn của tác giả Hoàng Thị Cẩm Nhung. Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích và có 2 dự án đạt giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài ra còn trao 1 giải thưởng sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao sự hỗ trợ đồng hành của Bộ và ngành khoa học công nghệ, qua đó giúp tỉnh Thừa Thiên Huế sớm hình thành và phát triển vững chắc hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng với khả năng sáng tạo, sự tự tin và nỗ lực vươn lên của các nhà khởi nghiệp tương lai, các ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có khả năng thương mại hóa cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.